Theo kênh Channel News Asia CNA, một cục sạc dự phòng đã bốc cháy trên chuyến bay TG-993 của hãng hàng không giá rẻ Scoot. Scoot cho biết chuyến bay TG-993 của Scoot bay từ Đài Bắc đến Singapore vào ngày 10 tháng 1 đã quay trở lại cổng đón khách sau khi cục sạc dự phòng của hành khách bốc cháy khi máy bay sắp cất cánh. Theo hãng hàng không này, chủ cục sạc dự phòng và người đi cùng bị bỏng nhẹ ở ngón tay và đã được hỗ trợ y tế. Theo truyền thông địa phương, chiếc máy bay đang lăn bánh chuẩn bị cất cánh tại sân bay Đào Viên ở Đài Bắc, Đài Loan, thì phía sân bay nhận được cảnh báo về một đám cháy trong cabin. Vụ việc được ghi nhận vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10 tháng 1 theo giờ địa phương. Lực lượng cứu hỏa lập tức được điều động và máy bay được phép quay trở lại cổng sau khi đám cháy được dập tắt. Vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động cất cánh và hạ cánh của các chuyến bay khác tại sân bay Đào Viên. Hãng hàng không Scoot gửi lời xin lỗi và cam kết sự an toàn của phi hành đoàn và hành khách luôn là ưu tiên. Đồng thời nói thêm rằng cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.